một mệnh lệnh lạnh lùng. Một quyết định sinh tử. Một sự kiện chấn động. Một bước ngoặt của số phận. Sau hơn 50 năm, họ là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Năm 1972, Trung đoàn Pháo binh 38 Bông Lau chúng tôi đã chiến đấu ngoan cường tiêu diệt Trung đoàn Bộ binh 56 Ngụy. Ba tôi cùng với các đồng đội đã chiến đấu với Trung đoàn 56 để đưa họ trở lại với cách mạng. Quyết định đúng đắn của Trung tá Phạm Văn Đính và cái quyết định hết sức là sáng suốt và nhân văn của Trung đoàn Bông Lau ngừng bắn và giúp cho ba tôi có ngày trở về đoàn tụ với gia đình. Để hiểu rõ sự kiện này, chúng ta bắt đầu từ năm 1972. We have brought over 500,000 men home and more will be coming home. We have ended America's ground combat role. No draftees are being sent to Vietnam. We have reduced our casualties by 98%. Theo ý tôi thì người Mỹ đã thất bại nặng nề tại chiến trường Việt Nam. Chúng đã và đang rút lui. Và theo kế hoạch thì chúng sẽ rút quân hết vào cuối năm 72 này để tiếp tục duy trì ảnh hưởng tại miền Nam. Nhưng mà chúng không dùng xương máu của chúng. Vì vậy nên chúng đã đề ra cái kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh để cho người Việt dùng cái vũ khí và đạn dược của chúng để giết người Việt. Almost all of us were draftees. None of us cared a damn about the war. We just didn't want to get blown up. We just didn't want to die in the jungle holding your guts in. Là Mỹ đã rút quân và Mỹ thấy rằng Mỹ không thắng được, cho nên giao cái trách nhiệm lại cho quân đội Cộng hòa. Quảng Trị đầu năm 1972 được Mỹ tăng cường đầu tư trang bị và sốt sắng muốn khẳng định năng lực. Quân ngụy Sài Gòn bố trí lực lượng dày đặc ở Quảng Trị thành 3 tuyến phòng ngự kiên cố với các cứ điểm có hỏa lực mạnh, được pháo binh và không quân Mỹ sẵn sàng yểm trợ. Chính quyền Mỹ tự tin vào lợi thế trên bàn đàm phán Paris, nhưng ta mở chiến dịch Trị Thiên ngày 30 tháng 3 cùng sự kiện xảy ra tại cứ điểm 241 ngày 2 tháng 4 đã xóa tan sự tự mãn ấy. Cứ điểm 241, căn cứ Tân Lâm, hay còn gọi là căn cứ Caron, thuộc tuyến phòng ngự phía Tây Quảng Trị, là một trong các cứ điểm mà Mỹ, Thiệu vững tin là bất khả xâm phạm, có vai trò trọng yếu trong thế trận của quân ngụy Sài Gòn. Xây theo hình ngũ giác trên đồi cao, cứ điểm 241 có địa hình lý tưởng để phòng thủ và là căn cứ hỏa lực mạnh nhất khu vực miền Tây Quảng Trị. Đặc biệt tại đây được trang bị 4 khẩu pháo 175 ly mà địch thường gọi là vua chiến trường, cỡ nòng lớn, tầm bắn lên đến gần 40 km, có thể bắn yểm trợ cho các cứ điểm khác trong một vòng cung từ Khe Xanh đến Cột Tiền. Cứ điểm 241 mạnh nhưng nó đã phải hứng chịu những đòn đánh sấm sét ngay từ ngày đầu chiến dịch Trị Thiên. Cái lực lượng về mặt binh lực cũng như là về hỏa khí của 241 là rất mạnh. Nếu mà đánh được 241 thì phải nói là cũng mình cũng phải tổn thất rất nhiều. Cao điểm này thì địch như vậy đã bố trí ở đây Trung đoàn 56 Ngụy do Trung tá Trung đoàn trưởng Phạm Văn Đính, người hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa,
làm trung đoàn trưởng. Cánh Tây, cánh trọng yếu của chiến dịch do sư đoàn 304 đảm nhiệm. Yểm trợ cho bộ binh là trung đoàn 38, pháo binh Bông Lau, với nhiệm vụ sử dụng hỏa lực tiêu diệt hỏa lực và công sự của địch. Trung đoàn 38 pháo binh Bông Lau do đồng chí Cao Sơn đảm nhiệm trung đoàn trưởng. Đồng chí Trần Thông là trung đoàn phó. Kể cả cuộc kháng chiến chống Pháp và kể cả cuộc kháng chiến chống Mỹ thì chưa có một chiến dịch nào mà có quy mô lớn như có thể gọi là các sư đoàn bộ binh thiền chiến là đều tung vào. Các cái loại pháo xe kéo lần đầu tiên là sử dụng rộng rãi. Đúng 11:30 ngày 30/3/72 thì được lệnh của mặt trận trung đoàn 38 pháo binh Bông Lau là đồng loạt nổ súng trên toàn bộ cái tuyến phòng ngự phía tây của địch và chủ yếu tập trung vào căn cứ Tân Lâm 241. Trận chiến dữ dội bắt đầu. Một bên là những người lính kiên trung chiến đấu vì độc lập dân tộc. Một bên là những người lính cầm súng vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân, vì những bông hoa mai trên ve áo mà chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hứa hẹn. Thử thách sinh tử khắc nghiệt cuối cùng đã có đáp án. Cứ điểm 241 đã không trụ nổi sau những đòn đánh đầu tiên của chiến dịch Trị Thiên. Bốn khẩu pháo vô chiến trường cũng như những cái khẩu pháo khác ở trên căn cứ 241 là đều tức là không thể hoạt động được. Bởi vì pháo của ta bắn quá chính xác. Mà tiếc thay bốn khẩu ấy là trong mấy ngày chiến đấu không ngóc đầu được. Là vì con người điều khiển nó là chui hết xuống hầm. Không ai dám ra, mà nó thì lại để ở trên mặt đất. Chỉ sau một ngày, ngày 31/3, Trung tá Phạm Văn Đính liên lạc với chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh để xin tiếp viện. Nếu không được tiếp viện, căn cứ chỉ có thể giữ được vài ngày nữa thôi. Nhưng ngay hôm sau, tướng Hoàng Xuân Lãm đích thân gọi điện cho ông Đính với một chỉ thị lạnh lùng và tàn nhẫn. Cuối cùng, ông Đính đã hiểu rõ một điều. Ông và đội quân của mình đã hoàn toàn bị bỏ rơi vào lúc nguy cấp nhất. Cứ điểm 241 đã bị bỏ rơi. Nỗi đau còn đang bỏng rát. Khủng hoảng lại ập đến, dồn dập. Cứ điểm 241 bị bủa vây dưới những đợt pháo kích sấm sét và thế trận bao vây của các đơn vị thuộc sư đoàn 304. Số phận 241 đã sớm được định đoạt. Sư đoàn 304 của chúng tôi được giao nhiệm vụ tiến công trên hướng chủ yếu của chiến dịch là phía tây của tỉnh Quảng Trị. Bước 1 là tiêu diệt cứ điểm đầu mâu, động toàn Ba Hồ, rồi phát triển lên tiêu diệt cái căn cứ 241. Áp lực từ quân giải phóng ngày càng khủng khiếp. Trung đoàn 56 không còn lối thoát. Trước quân giải phóng, họ nhanh chóng bị suy sụp về tinh thần và mất hết động lực chiến đấu. Họ cùng đường về cả mạng sống và lý tưởng sống. Nhưng trong bế tắc đã lóe lên một cơ hội tái sinh. Trung tá Đính là một trong những người là đắt phải liên hệ với lại là trung đoàn bộ chỉ huy cơ trung đoàn 38 pháo binh Bông Lau. Lúc bấy giờ họ dò bắt được cái sóng của vô tín điện của ta. Thế thì họ đề nghị cho xin gặp cái chỉ huy của quân giải phóng. Tuyệt vọng về cả lý tưởng và sinh mệnh, sự thật về cuộc chiến trở nên rõ ràng trước mắt những người lính trung đoàn 56. Họ đang đổ máu cho một cuộc chiến vô nghĩa để phục vụ đế quốc Mỹ và những quan chức ngụy quyền trong mưu đồ chia rẽ dân tộc. Họ không sợ chết, nhưng không đáng phải chết một cách vô nghĩa. Họ đã thức tỉnh để đi đến một quyết định. Tôi mình nghe như thế này. Trung tá Phạm Văn Đính gọi Bông Lau, Bông Lau.
Trung ta đến gọi. Thì bông lao trả lời các anh cần gì? Thì Trung ta đến là xin các anh ngưng pháo, chúng tôi sẽ kéo quân ra hàng. Kể từ ngày 30 tháng 3, quân đoàn chúng tôi đã bị pháo kích rất nặng nề bởi quân giải phóng. Tôi nghĩ rằng nếu như tiếp tục chiến đấu thì số binh sĩ sẽ thương vong rất là nhiều. Tôi cũng xin nói thêm là trong lúc đó một số anh em sĩ quan, binh sĩ, hạ sĩ quan đã không thích chiến đấu nữa, là vì họ có nhận được cái tin của mặt trận là sẽ đối đãi tử tế. Và một số anh em đề nghị với tôi mở một cuộc họp, và chúng tôi đã mở một cuộc họp lấy ý kiến chung, và chúng tôi quyết định là phản chiến. Chúng tôi quyết tâm phản chiến là để đem lại cái sự sống cho tất cả binh sĩ và chính bản thân của chúng tôi. Ý nguyện về với cách mạng ấy được quân giải phóng nhân ái đón nhận, thể hiện qua quyết định ngừng bắn, tiếp nhận hơn 1.000 người thuộc Trung đoàn 56. Khi chúng tôi hàng loạt người đi theo Trung tá Phạm Văn Đính và Thiếu tá Vĩnh Phong và ông Mạn đi ra cổng chính, thì khi đi ngang qua sân bay dã chiến thì tôi thấy hai cố vấn Mỹ đang ngồi điện thoại và một cố vấn thì ngồi khóc. Tôi cứ nghĩ rằng là hai cố vấn này đang kêu cứu. Thì đúng sau đó khoảng một phút thì tôi thấy một chiếc máy bay hai trong trống gọi là Chia Lúc của Sài Gòn bay từ hướng Đông Hà là bay lên hạ xuống giữa sân bay và cứu hai cố vấn đi. Còn chúng tôi cứ đi ra cổng chính và gặp quân giải phóng. Nếu mà khi đó mà mình mà vì hai tàu cố vấn mà bắn, quân ngụy Sài Gòn họ cũng không tin là mình hứa là bảo đảm an toàn cho họ. Khi trao đổi ở đây thì đã nói rằng là chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn tính mạng cho ông. Cho nên là ông Trần Thông cũng bảo không được bắn. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa trở về với cách mạng được quân giải phóng đón chào trong sự thiện chí và tình thân ái. Những người lính đã từng ở hai bên chiến tuyến giờ có thể ở cạnh nhau. Điều này trước đây là điều không tưởng. Nhưng giờ họ đã không còn coi nhau là đối thủ khi đã có chung nhận thức về cuộc chiến tranh. Và tôi ra khỏi cổng chính khoảng 50 mét là gặp quân giải phóng đi vào. Quân giải phóng đi bên phải và chúng tôi đi bên trái. Và hai bên đều vẫy tay chào nhau. Điều làm cho chúng tôi cảm xúc nhất là sự đối đãi của anh em đối với chúng tôi rất là niềm nở. Và những cái cảm tình giữa người Việt với người Việt chúng tôi với nhau. Khi chúng tôi ra phản chiến thì chúng tôi hy vọng rằng cái chiến tranh này sẽ sớm chấm dứt. Và chúng tôi, một trong chúng tôi cũng như tất cả anh em sẽ góp sức mình vào công cuộc kháng chiến chung. Sau khi về với giải phóng, với cách mạng, tôi mong rằng tôi sẽ đóng góp một phần nào đó tùy theo khả năng của tôi trong công việc kháng chiến để giành lại độc lập. Căn cứ Carol biến mất sau gần 6 năm án ngữ cửa ngõ phía Tây Quảng Trị. Những người lính từng bám giữ nó dần hòa nhập với dòng chảy của cuộc đấu tranh vì độc lập và thống nhất dân tộc. Sự thức tỉnh của họ đã gây chấn động chế độ ngụy Sài Gòn. Chính nghĩa, quyết tâm và sức mạnh của Trung đoàn Bông Lau đã khiến Trung đoàn 56 không chỉ buông súng mà buông bỏ cả những nhận thức sai lầm về cuộc chiến và lý tưởng mà bấy lâu họ theo đuổi. Sự kiện chấn động này đã góp phần tạo lợi thế và bàn đạp để quân giải phóng tiến lên tiêu diệt hệ thống phòng thủ chiến lược Bắc Quảng Trị. Việc một trung đoàn ngụy quân ngụy quyền buông súng đầu hàng trở về cách mạng thì cũng đã góp phần giảm thiểu cái đổ xương máu của chính bản thân họ và gia đình họ, cũng đồng thời nêu lên một cái sự kiện là khẳng định cái tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chúng ta và cái tinh thần hòa hiếu, hòa hợp, bao dung
của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta với những người sai lầm, biết hối cải để trở về với cách mạng. Nhận thức được trách nhiệm của mình đối với dân tộc và thời đại, Trung tá Phạm Văn Đính và Trung tá Vĩnh Phong đã có nhiều đóng góp nghiên cứu về binh lực của quân Ngụy, đặc biệt là trong công tác địch vận, giúp nhiều người lính Ngụy trở về với cách mạng và gia đình. Tháng 3 năm 1994, tại Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tá Phạm Văn Đính và Trung tá Vĩnh Phong được Bộ Quốc phòng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tá lên Thượng tá, thể hiện sự ghi nhận của quân đội nhân dân đối với đóng góp của hai ông. Khi đấy đã, mọi người đã về hưu cả rồi, mặc thường phục đến thì ngồi nói chuyện ba tôi khá lâu. Thế xong khi đó, khi người đó về thì tôi có hỏi ba tôi đấy là ai, thì ba tôi nói là đấy là Phạm Văn Đính. Thì có nghĩa là lúc đấy là không có một cái phân cách nào cả, mà mọi người đến với nhau trong ý nghĩa của tình con người với nhau thôi. Tôi quen biết Thượng tá Phạm Văn Đính kể từ khi ông được việc phái sang công tác tại Sở Dục Thể thao Bình Định Thiên cho đến ông qua đời năm 2007 tại Huế. Thượng tá Phạm Văn Đính là người đã phải nói là trải nghiệm qua cuộc chiến, cho nên ông rất hiểu từ hai phía. Chính ông Phạm Văn Đính là người hóa giải, biết nhiều cựu thù trở thành người bạn. Những người lính Trung đoàn 56 dường như được tái sinh sau sự kiện tại căn cứ Carol. Họ gọi đó là sự thức tỉnh. Mỗi người rời khỏi trận chiến với nhận thức mới, lý tưởng sống mới, đồng cam cộng khổ với đồng chí, đồng bào qua từng thăng trầm của đất nước. Giải phóng xong về kịch mạng thì biết ra không? Vào thì là ra học tập thời gian, rồi xong là trở về là đăng ký là tình nguyện, vào là sống lao quân đội là bộ đội. Thì sau thời gian là do cấp trên nó phân bố, thì thứ nhất là qua thời gian là đánh chuẩn bị qua tạm K8 để chuẩn bị cho đánh Đà Nẵng. Trở về với cách mạng thì sau đó cũng giống như anh Thanh, được biên chế vào là đơn vị K8 tiền đội Quảng Trị. Thì sau năm 76 là đầu tiên mình làm ủy viên ủy ban xã hai năm, rồi về hội đồng hai nhiệm kỳ, rồi trở đi sống, rồi là mình khi là thành lập hợp tác xã lớn thì chuyện mình làm là phó chủ nhiệm hợp tác xã. Như vậy thì bây giờ mình cũng là hạnh phúc lắm rồi. Năm 76 tôi được xuất ngũ về, là có được sự tín nhiệm của là có chi bộ địa phương. Từ 76 đến 79 là coi được là tham gia vào xã đội trưởng và tiếp tục qua làm công tác cựu chiến binh, để hôm nay là về là phục vụ kinh tế đời sống với gia đình. Năm 1975 đất nước thống nhất thì coi như là anh em mình đã được là xuất ngũ trở về địa phương. Tôi thì tham gia vào là coi như là lao động sản xuất, giúp đỡ bà con lối xóm. Mà hôm nay thì coi như là chúng mình thì coi như cùng lớn tuổi U70 hết rồi. Gặp lại nhau là coi như người con người mất. Hiện nay là coi như là bây giờ là còn mấy anh em đây, mình thì rất mừng. Có được là sức khỏe. Xin rất mừng nhau. Cứ điểm 241 sau hơn 50 năm, cây cối đã ngát xanh, nhưng bụi thời gian không phủ mờ nổi quá khứ. Dường như câu chuyện Trung đoàn 56 trở về với cách mạng năm xưa còn để lại những dư âm sâu sắc. Câu chuyện về sự tỉnh thức và hóa giải mà các thế hệ sau sẽ nhớ mãi. Sau khi đất nước thống nhất thì tôi đã làm cán bộ văn hóa
tôi được trực tiếp gặp rất nhiều các chiến sĩ về thăm chiến trường xưa. Nhưng mà tôi được ao ước gặp lại những chiến sĩ của đoàn Bông Lau. Đó là nguyện vọng chung của những người lính trung đoàn 56. Năm xưa, những người lính quân giải phóng đã đón họ bằng sự tôn trọng, nhân ái. Tình cảm ấy đã giúp họ vượt qua những e ngại và bất an ban đầu, vững tin với quyết định trở về với cách mạng của mình. Trước kia là hai chiến hào, bây giờ chúng ta cùng hòa hợp hòa giải dân tộc và đồng thời chúng ta có hạnh phúc vì hôm nay mới gặp được nhau. Ông Nguyễn Văn Sinh ở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, quý trọng từng giây phút chăm sóc người cha già. Cha ông là một người lính trung đoàn 56. Trong ký ức của mình, ông Sinh vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi cha trở về sau bao năm đi lính biển biệt. Sự kiện trung đoàn 56 trở về với cách mạng đã trả lại cho ông người cha yêu quý, trả lại nụ cười cho mẹ và cuộc sống hạnh phúc của cả đại gia đình. Sau ngày giải phóng khoảng được một tháng thì cụ lại về đoàn tụ với gia đình. Mẹ tôi về là sáu anh chị em tôi phải nói là vui mừng khôn tả. Mình bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu nhớ mong bây giờ là nó tràn về, nó khiến cho cả gia đình tôi là rất là phấn khởi. Lúc đó ông bà nội tôi cũng đang còn sống. Thì cái đó là cảm xúc mà mình nghĩ là mình không thể diễn tả hết bằng lời được. Ông Sinh coi sự kiện Trung đoàn 56 trở về với cách mạng là một cuộc đổi thay kỳ diệu, đem lại hạnh phúc cho bao gia đình như gia đình ông. Là một người thầy giảng dạy môn ngữ văn, ông càng mong được lắng nghe, ghi chép lại câu chuyện để có thêm những bài giảng quý giá cho học trò. Thông qua Ban Liên lạc Trung đoàn 38 Bông Lau, ông đã kết nối được với những người lính Trung đoàn Bông Lau, Trung đoàn 56 và con em của họ để hẹn gặp gỡ tại Quảng Trị. Năm mươi hai năm sau sự kiện mà chúng ta có thể coi là đánh dấu khoảnh khắc tỉnh thức của những người lính trung đoàn 56 và khởi đầu cho sự hóa giải của những người lính trước đây từng ở hai bên chiến tuyến, các cựu chiến binh trung đoàn Bông Lau, Trung đoàn 56 và con cái họ gặp nhau ở Quảng Trị. Trong câu chuyện hàn huyên thân tình, họ kể cho nhau về cuộc sống hôm nay, chia sẻ những dự định mai sau. Họ không nhắc nhiều về chiến tranh, nhưng trong tâm khảm của mỗi người đều hiểu sâu sắc một điều. Thế hệ cháu con của họ và của bao gia đình cần được nuôi dưỡng và lớn lên trong một đất nước hòa bình bền vững. Và họ cần chung tay để góp phần tạo dựng điều đó. Trận đánh đó năm 1972 đến nay là 52 năm. Mà hai phía ngồi lại với nhau không có một chút gì là câu nề, là hàng học, là đổ lỗi cho bên này bên kia gì cả. Kể cả các vị tiền bối cũng như là con cháu ngồi lại với nhau. Và chúng tôi là có một cái không gian, có một cái buổi trò chuyện hết sức là lý thú. Và khi đi cùng với những người lính của cả hai bên thì tôi rất xúc động. Tôi thấy rõ rệt một điều, chiến tranh rõ ràng là con người ta không ai cần, ai mong muốn có chiến tranh cả. Nhưng chiến tranh xảy ra thì có lúc phân chia thành hai phía, có những cái biên giới. Và khi người ta chiến tranh qua rồi thì người ta lại ngồi với nhau giống như anh em một nhà để chung tay làm cái gì đấy tích cực hơn, mới mẻ hơn. Thì điều đấy tôi thấy rất xúc động.
từ Quảng Trị. Từ những ký ức về cuộc chuyển mình tỉnh thức và hóa giải, mỗi người trở về với mái ấm của mình. Gần gũi gia đình, chăm nom con cháu giờ là niềm vui của họ. Những người lính trung đoàn Bông Lau, trung đoàn 56 nay đều đã có con, các con lại sinh con đẻ cháu. Hơi ấm hạnh phúc đã xua tan nỗi đau chiến tranh. Hiện tại và tương lai mới là điều đang hiện hữu và hướng tới trong mỗi đại gia đình. Câu chuyện của họ rồi sẽ trở thành một chấm nhỏ trong lịch sử vĩ đại của dân tộc, nhưng họ để lại cho thế hệ sau một bài học quý. Dẫu sai lầm hay đau khổ, hãy trở về với cội nguồn.